Xuân Thiệu mến chào các bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Cháu Xuân mến chào tất cả các bác ạ. Xin chúc tất cả các bác có một ngày mới mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. À vâng, một ngày mới là đến rồi các bác ạ. Anh em lại tiếp tục với những công việc hàng ngày của mình. Hôm nay anh em đang có mặt tại Mép Vực rồi. Hôm nay quay trở lại thăm bốn chị em cháu Mai các bác nhé. Bốn chị em cháu Mai này thì cái hoàn cảnh cũng hết sức là đáng thương đó. Hôm nay thì tiếp tục vào có những cái phần quà của các quý ông bà của bác Mạnh Thường Quân gửi đến các cháu để cho các cháu có cái món quà đó. Cũng nói qua một chút về cháu Mai này đó. Hiện tại Xuân Thiệu có hai hoàn cảnh cũng là cháu Mai hết các bác nhá. Một hoàn cảnh thì bốn chị em cháu Mai ở khu vực Mép Vực này, và có ba chị em cháu Mai đợt trước anh em cũng mới vào chia sẻ ở trong khâu vai đấy. Đấy, cũng rất nhiều các ông bà của bác theo dõi nhưng mà cũng nhầm lẫn giữa hai hoàn cảnh này các bác ạ. Đó, hai hoàn cảnh này nó hoàn toàn khác, là hai nhà của bác ạ. Đó. Đây mới là bốn chị em cháu Mai mà có đứa em bị 3 tuổi mà bây giờ vẫn còn chưa đi được ấy. Đấy, là bốn chị em cháu Mai khác mà có ba chị em cháu Lành, cháu Mai và cháu Po. Đó. Hôm nay Xuân Thiệu quay về đây thì có một cái phần quà của bà Hiệu ở dưới Tây Hồ Hà Nội của bác nhé. Đó, bà Hiệu ở dưới Tây Hồ Hà Nội trước có gửi cái khoản tiền là 5 triệu đồng. Cũng chia cho rất nhiều hoàn cảnh khác nhau rồi. Vậy còn lại 1 triệu cho nhà chú của cháu giờ. Đó, đấy là bốn chị em cháu Mai đấy các bác ạ. Đấy, một món quà trị giá là 500.000, hôm nay anh em đã lấy vào đây rồi. Bao gạo, thùng mì, nhu yếu phẩm và ít bánh kẹo. Đó, hôm nay là có thêm mấy cái áo rét nữa. Đợt trước cũng có cô Oanh thì phải. Đó, có gửi lên một cái thùng cho chỗ nhà em Sùng đấy, thì cô cũng dặn là hôm nào vào đây thì mang cho mấy cháu mấy cái áo khoác rét. Mùa này bắt đầu cũng chuẩn bị vào đông rồi, nên là những cái quần cái áo ấm này thì cho các cháu thì cho đỡ bớt lạnh về cái mùa đông năm nay của bác ạ. Đó, cũng xin được cảm ơn các ông bà các bác rất là nhiều. Đó, bây giờ thì cũng mời ông bà cùng theo anh em nhé, mang cái phần quà này xuống để trao lại cho bốn chị em cháu Mai này của bác ạ. Đó, đây là áo khoác chứ? Áo khoác anh ạ. Có cả áo khoác và áo bình thường nữa. Áo khoác, áo bình thường này. Có đấy, nhiều cái mà em mặc mấy cái liền. Đúng rồi. Đấy. Cứ lấy vào cho các cháu để cho các cháu thay. Bốn chị em cháu Mai này thì mẹ cũng làm bỏ đi. Đấy, bố thì cũng không biết là bây giờ có về chưa, nhưng mà cũng nheo nhóc cả. Đó, bản thân cháu Mai thì cũng hơn chục tuổi nay thôi, nhưng mà cũng kiêm cả bố lẫn mẹ rồi. Đó, nên là cái cuộc sống nó rất là nheo nhóc. Đó, nên là có cái phần quà của con bà có gửi cho các cháu thì cũng giúp các cháu là bớt được những cái tuổi thân trong cái cuộc sống ấy các bác ạ. Đó, bây giờ mình đi thôi. Em ấy đấy, xong rồi để anh cầm những cái tôi mang cái túi này về anh cầm. Đây, bánh kẹo rồi quần áo rồi các thứ này. Đấy, cả một túi nhu yếu phẩm nữa. Để đi xuống thăm lại các cháu. Đấy, một túi nhu yếu phẩm. Cũng khá là lâu rồi anh em chưa quay về đây, do là nhà cháu Mai này thì cũng được rất nhiều người vào đây để gửi hình chia sẻ mà quan tâm giúp đỡ. Đó, thỉnh thoảng anh em thì cũng mới quay trở lại thôi. Vâng. Mang những phần quà của các ông bà cô bác về thăm các cháu ấy. Đó. Ui, khéo khéo. Nhìn tay. Hả? Bà. Ừ. Vâng. Nên nhá, chào bà nhá. À. Bà đang làm gì đấy à? Ô. À, chị mới chị này. Ô, cái nhà của bà sao lại đổ xuống hết thế này rồi bà? Ô, cháu lúc chị không có cầu này phóng tà này tay. Thì tao phải nói là chú tìm cháu đó là chứ nhà tăng vô tập tàn à. Có gió hả? Hả? Bà bảo là 2-3 hôm trước có gió mạnh. Ôi gió vừa qua thì nó mới gãy. Trời ơi, đổ hết xuống rồi. Ờ. Hả? Ồ, bà bảo là ông mất từ hồi ông mất đến giờ chưa sửa cho nên là nó mới gãy hết rồi anh ạ. Chưa sửa là gãy hết rồi à? Nó mục hết rồi. Ôi dồi. Thế thì đổ lấp hết cả cái đường vào này rồi, thế thì con trai đâu sao không bảo dỡ cái này ra để mà đường đi lại. Hả? À, anh đang ốm mà anh chưa sửa được cái này. Đang ốm chưa sửa được á? Ờ. Ồ. Tức là bà bảo là con trai đang ốm rồi con anh sức nó chưa hồi á. Thế cái này bị lâu chưa? Con thì phóng tàn thẻ nữa. Ốp bên nó hả? Được 2-3 ngày rồi. 2-3 ngày rồi á? Vâng. Cái này nó bị mục là cái đòn tay này nó bị gãy xuống này các bác này. Đó, sập cả cái này xuống. À. Đấy. Cái này nó bị ngày hay bị đêm mà sập xuống thế này? Con thì phóng một tốt lần rất nông này này. 3 ngày anh ạ. 3 ngày á? Vâng. Ôi dồi, thế này nguy hiểm quá. Nhưng mà các cháu đi lại nó đổ vào người thì á. Hả? Phán này vô phóng thế á? Bà bảo là cái này cũng chuẩn bị gãy xuống nó rồi anh ạ. Cái nào? Bên ngoài này này. Cái này này. Cái này á? Ừ. Cái này là nó không có cái đỡ là nó thi nhau gãy xuống rồi. Vâng. Trời ơi, cái nhà bà này. Bây giờ gãy. Thế nên bây giờ đi lại kiểu gì hả bà? Nên mùng một gió đi chắn ra thì đây.
Một là đi đi lại đây qua vào cái lối này á? Chào con thì mình đi vào chui vào cái lối này đi mà. Chui vào cái lối này thế á? Ừ. Ồ, đi đi vào trong nhà bà xem một tí đã xem là xem đổ thế này thì cái này mà cả nhà vẫn còn ở được trong này á. Cái này thì đúng rồi, lâu không vào nhà chỗ bà rồi. Bây giờ cái nhà cái cửa nó như thế này hết thế này. Khóa trên thì tay. Thế bà. Hả? Đi vào chui cái lối trong này vào anh ạ. Dạ. Đi đi lại như thế này á. Ui ui. Hả? Cái này không vào được anh không? Anh người to thế vào được không? Ừ. À, thanh niên nào đấy? Hả? À. À. Khéo khéo à, chui vào qua cái đường này thì khéo khéo nó đổ vào người rồi. Ừ. Chào vào tay quá. anh trai bảo là sợ nó đổ vào người mình á. Nó chặt đổ thật chứ cái này. Trời ơi. Cái này sợ quá. Trời ơi, đây này có bác sập hẳn cả một cái góc góc nhà xuống thế này. Đổ hết à? Hả? Làm sao? Nhà bà này. Cái này cũng ấy rồi, sắc rơi xuống. Cái này nó cũng gãy xuống rồi đây này. Cái này cũng sắc rơi xuống luôn rồi anh ạ. Ừ. Gãy rồi ấy đây này. Vâng. Cái nhà này. Hả? À đây này. Làm gì đấy? Ông nói chị à? Hả? Giờ? Đi chơi á? Đi đâu? Hả? Về đây bác xem nào. Hả? Lâu lắm không gặp, giờ này lớn thế. Hả? Đây này, chị sẽ lo ra lại. Mẹ, bé thôi á. Thế thì ở nhà sang là đi đâu về rồi? À, có tài xế tới lắm mua thì lo. Ở nhà sang đây. Nhà sang đây á? Ừ. Ồ. Thế bố bây giờ có nhà không? Có gì với nhau chị? Hả? Bố đi làm á? Ồ. Bố đi làm á? Mua giờ là mất chị? Mua giờ á? À, đi làm. Ồ, đi lâu chưa? Mua tháng thế? Mua tháng em mới. Một tháng rồi? Ừ. Ồ. Bảo là bố đi làm được một tháng rồi. Một tháng rồi á? Ờ. Thế thì tốt. Bố biết đi làm thì còn tốt. Sợ nát rượu, nát chất rượu. Ôi dồi, cái bếp này. Cái này nó cũng đổ một bên rồi anh ơi. Hả? Cái bếp này nó đổ một bên rồi mà. Ồ, sợ quá. Thế này thì cái này cũng chuẩn bị gãy xuống rồi đây này. Nên tay. Còn tay này này. Con này tiêu cho bóng bỏ mà. Bên này nữa đây này. Ồ, cái nhà của bà này nếu mà bây giờ sửa thì không biết sửa kiểu gì á. Bà bây giờ nếu mà sửa phải dỡ xuống hết thì mới sửa được á. Để tay. Khi ông nói chuyện thì giờ vô khô mà chơi vô chua tàn thôi chứ mà nó lông ra thế rồi. Chơi giờ vô khô mà chơi chua bố chơi chơi lông trong khao. Ồ. Bà bảo là. Chơi này thế cho phá thì lông mà giờ cho cá sấu chỉ lông. À. Chúng ta lột tàu. Ồ, bà bảo là những cái cây ở trên này nó mục hết rồi anh ơi. Tất phun cái khoang nhà này nó mục hết rồi. À. Giờ như là chơi cho nó bố chơi à, nì chửi nì lột tàu. Ồ, tức là trước kia ông làm cái gỗ nó không chắc. Tức là cái gỗ trước kia nó chưa... À, cái gỗ là gỗ không tốt phải không? Không tốt đấy. Đấy, đây này của bác ạ. Cái nhà này thì bảo con trai là như nào để mà bảo người về tu sửa lại như nào chả nói chứ bà. Không thì mùa đông năm nay là nó gió nhiều là nó sẽ gãy sập xuống hết đấy. Tại vì con thấy cái góc kia nó sập rồi. Bây giờ những cái đòn tay này nó kém thế này là nó chuẩn bị nó vong xuống hết đây này. Đấy, bây giờ cả nhà đang ở trong cái này nó đổ xuống lúc nào không biết bà. Thì lâu nay thì lấy nhà mà có chim mê là nên mừng thiên này ô là lông tu trẻ thì gãy chả. Chỗ lo chạy phóng rồi. Chỉ mua nhẹ à? Chỗ nhẹ thì chỉ mua nhẹ khô. Ồ, bà bảo là mình cũng muốn đổi cái nóc nhà khác lắm. Thế nhưng mà gia đình không có điều kiện anh ạ. Ừ. Bây giờ động vào cái này thì nó cũng là phải tiền. Tức là con trai bà đang ốm cứ chưa hồi sức nhiều lắm. Con trai đang ốm á? Ừ. Con trai ốm lâu chưa? Mỗi tháng thế này thầy. Từ cái hồi anh em mình xuống đây là đã ốm rồi. Ốm thế em đấy nó ốm đi viện chưa hay là vẫn? Mùi gì xanh là chị ta muốn này? Đi viện về rồi nhưng mà vẫn không khỏi mấy. À đi viện về rồi gì? Ừ. Gầy nhỉ, bà con ở đây nếu mà cứ cái gì bị hỏng nhà hỏng cửa là một cái vấn đề rất là lớn của bác ạ. Do là không có điều kiện để mà sửa chữa ấy. Trời ơi, cái nhà bà này, một thời gian anh em không vào đây bây giờ nhìn nó đổ sập hết xuống cả cái góc nhà như thế này. Đấy chả gì cho nhìn đô vào đổ tài dù thế ô. Bà bảo là hai cháu ạ,
căn nhà này bà bây giờ ở trong nhà bà sợ lắm. Sợ lắm á? Sợ cái nhà gió mạnh. Bà bảo là sợ lắm hai cháu ạ, gió to thì bà toàn dậy định ngồi ngồi ở đây đợi cả đêm mà không dám ngủ. Tối về về cũng lâu chạy về chùa lo tôi chạy khiêm một cầu hậu tụm mai. Chùa tù mà tôi đổ trái ra vào tại chùa lâu á. Bà bảo là con trai bà bảo là bây giờ bà cũng có tuổi rồi, nếu mà đập sập xuống rồi bà không chạy kịp thì thôi, nếu mà có gió thì bà cứ xuống nhà cháu mẹ ở đây tạm. Tức là con trai bảo là bà cứ sang nhà cháu mày ở tạm á. Thế bây giờ là bà vẫn ngủ nhà hay là sang nhà cháu mày ngủ rồi? Nên nhớ bữa hôm thì lót bị to lên này. Bữa hôm tao ní à. Nhớ mất chỗ thì mình to rồi. Chỗ mà tí kia mình rồi cho nhục bữa. Bà bảo là bà vẫn ngủ ở đây nhưng mà khi nào mà có gió vào thì bà mới chạy sang kia. Trời ơi, thế thì cứ ở cái nhà này thì đúng là như là một cái bẫy thật các bác. Chỗ lô gì thì chỗ nhàng ăn lô gì chỗ này vô bóng lô. Chùa lô mà chế là chùa lô mà nó bình mà non trô đi mà nó thích khí dân. Dùng rồi cho chùa lô mỏng rồi cho nhung cầu mà cho tu mà lộ. Bà anh em bà bảo là con trai bảo là bây giờ bà cũng có tuổi thôi, bà cứ sang ở bên đấy, nếu mà có gió thì bà ở bên đấy, có con trai với cả vợ chồng thì cứ ở đây, nếu mà có gió thì con trẻ sẽ chạy được. Thành bà trên nữa. Chứ chế cho quá. Phát tua mà cho ta sao chỉ tua cho lô mà cho vô bóng lô. Bà bảo là mấy cái cục thì nó chắc chắn rồi nhưng mà cái máy nó không chắc ấy, cái gỗ ở trên máy nó mục hết rồi. Phần đổ một góc này là nó sẽ lộ xuống hết. Cháu sang nhà cháu mai một tí, cháu nhưng mai ta lấy có nhà à? Không hả bà? Vâng. Cô bác, cái nhà cái cửa của bà con đấy, cứ mỗi một lần bị sập xuống thế này thì cũng chỉ đứng trơ mắt mà nhìn thôi. Đó, mọi thứ nó đều xuống cấp hết rồi. Để mà sửa chữa thì nó cũng là cả một cái vấn đề các bác ạ, liên quan đến tiền, đến kinh phí. Đấy, nên là đã đổ xuống rồi nhưng mà cũng không biết là làm cách nào để mà sửa chữa nữa. Cứ ở thế thôi. Đi đi, mình sang nhà cháu mai một tí. Cả cái này thì cũng không cả dỡ ra được cái này. Bây giờ dỡ ra thì nó cũng khó lắm. Bây giờ dỡ cái này ra thì sợ cái góc này nó lại đổ theo các bác ạ. Cái này là không biết là phải dỡ kiểu gì rồi anh ạ. Dỡ kiểu gì thật. Bây giờ không dán lên nhà nữa. Đây này, cái này cái đòn tay này nó đã vọng hết thế này rồi. Cả cái góc bên này nữa thế này. Đó. Hình như là cả cái đằng sau này là phải chống hết vào đây này. Đấy, không chống là sẽ sợ nó đổ xuống thật. Cái này đã chống vào rồi này các bác. Trời ơi, ở cái nhà này đúng là cũng sợ quá. Cái cây này cái góc kia xô xuống hết rồi cái gà. Căn nhà này nó xô hết rồi anh ạ. Xô hết đằng sau. Thế này. Cái mái này nó xô ra một nửa rồi. Cái này. Trời ơi. Sợ quá. Trong cái nhà này đúng là như là cái bẫy thật các bác. Đấy, nhưng mà không biết con trai của bà đi đâu mất rồi. Đấy, đi thôi. Rất là nguy hiểm. Mày. Mày không các cháu nào đây. Cháu Mai đây này. Đúng rồi, cháu Mai mà. Quay dọn sạch sẽ thế. Hả? Ôi dồi ôi. đấy, con chị em khác ở nhà khác quay dọn. Quét non sạch sạch vào xong là lấy cái lửa về đốt đi Mai ạ. Mày. Ở chế cửa xong ta mở ngăn tay lọt lá đâu mày. Đúng rồi, quét rửa sạch sẽ này. Đấy, còn cháu kia kìa. Trời ơi, con mình khác đứng ở kia kìa. đấy, cháu này vẫn bò đi này. Cháu chỉ một kia chưa đi được, cháu này là 3 tuổi nhưng vẫn còn phải bò thế này. Hả? Đi vào nhà nào, đi vào nhà bác lấy kẹo cho nào. Mới chơi à, mày, mới chơi mới thằng đấy nữa. Ôi. Trèo lên nè. Ấy ra. Nghe cái gì đấy? Hả? Căng dây để phơi quần áo à? Hả? À, kỳ lô quá chưa? Hey. Mở chế, mở chế. Mở chế, mở chế. Để xuống đây đi em ơi. Nani. Hả?
Nó đi học rồi á? Nó đi học cả. Ờ. Ồ, đang nấu rau hay nấu gì đấy? Ơ chị ơi, chị ơi, nồi rau. Là rau? Rau sao là nấu cả cái ấy này không thái nó ra hả Mai? À, tức là nó làm cái rau ấy, chua. Ừ, rau chua. À, nó rau chua. Nấu nấu này để ủ chua á. Ừ. Ồ. Cháu ở nhà khác tự lo liệu hết như này quá. Mọi thứ đều đến tay hết. Nó lâu anh không khoa không biết là như thế nào lắm. À, có mèn mèn đây này. Thế rau này nhà cháu khắc trồng được hay là lấy ở đâu về làm rau chua? Mày, chứ sao nếu cháu tao lời ông ngã thì lời mày. À, mày khá tự trồng anh ạ. Khá tự trồng được hả? Ờ. Ồ, mùa này đang là mùa rau cải rồi. Nên bà con trồng được nhiều là cứ mang về luộc cái này để mà ủ chua. Vâng. Ờ. Đấy. À, à, lấy kẹo cho cháu đi em. Đấy. Lấy kẹo cho nhá. Dạ. Cháu này à, còi, còi diên này có bác này. À? Ừ. Ừ. Ồ. Ồ. Kẹo, ăn kẹo. Hả? Nó thả nó. Hả? Hả? Sao? Này. Sao? Không, không ăn hả? Sao lại không ăn? Ô giá xin nó hả? Xấu hổ à? Hả? Nói tiếp lại. Ô giá xin nó. Sao mà nó? Bây giờ. Hả? Ô giá xin nó mà. Ô xin nó thả. Ồ. Lắc đầu. Lắc đầu à? Thôi cứ để đây để tí nữa cháu ăn lúc nào thì ăn. Ừ. Đấy, cháu Mai này. Thế tên bố về lần nào chưa hả Mai? Ơ thì vượt lòng với cháu Mai. Hả? Lòng cho mình chưa tả á? À bảo bố về bố đi các củi. Bố đi lấy củi á? Ừ. Ồ, thế bố về lúc nào rồi? Ơ thì lòng sao thì đấy. Về được một tuần rồi. Về một tuần rồi á? Ừ. Ồ, thế nên bố có đưa ai về không? Ơ thì vừa chưa thì thôi. Không đưa à? À, thế bố đi lâu như thế về có mua cho các con được cái gì không? Ơ chị nói, chị phải nói, chị nói đó này nên hay. Bố không mua được cái gì. Không mua được cái gì hả? À? Vâng. Ồ. Thế cũng không mua ít kẹo bánh cái gì về cho các em à? Ơ chị cho mình khó tham mình muốn cho bà đó này. À, không, không mua là bố không mua và bố không có tiền. Bố không mua, bố có tiền hả? Ờ. À, ơ chị nói chẳng hạn như nó sẽ mua nhiều thả lỏng ngọt à? Ồ. Ờ. Ơ, nói gì với cháu hả mày? Hả? Hỏi là bố có tiền không? Bố có nói không? Tiền hả? Ồ, em trai em gái bảo là hỏi là bố có tiền hay không? Nhưng mà bố có mắng cho á. Bố có mắng cho á? Ờ. Rồi hỏi về làm gì? Bố thích thì bố đi thôi. Còn bây giờ làm gì còn ai bảo được nữa? Ờ, xin nhiệm vụ giáo sư Muni, chúng mình hai tác thì không? Ừ. Hả? Thế là về đây, mai về đây bác có cái quần áo này cho các em nè. À, mày, vào đi làm mua cho đó này. Ờ. Ờ, nó sẵn này nè. Ai à. Đấy. Quần áo mới cho các em nhá. Đấy, cho chú đây, chiếc cái đây xem là hả? Cho à. À, cái đây hơi ngắn cho cháu kia kìa. Hả? Cháu cũng nhỏ kìa. Cháu nhỏ này á. Ồ, cái này vừa mà anh. Hả? Cái này xem vừa mà. Cái nào dài hơn không? Anh em xem nè, có mấy cái liền đấy. Ờ. Nhiều cái đó. Ừ, cái này dài hơn sao á? Ờ đấy, cái này dài hơn để cho cháu Mai đi. Ừ, nó non tế được. Sao nó sao? Na, xin na kìa. Mặc vào nào, mặc vào nào. Đấy, đúng rồi. Về đây em gái, về đây anh bà. Hả? Mặc cái áo vào xem nào. Ồ, cái này dài hơn rồi. Đấy, dài đấy mặc nó mới vừa, tại vì cháu còn lớn mà, năm nay rồi còn sang năm nữa. À. Na kìa rong hả? Hơi dài. Ừ, hơi dài tí. Ừ. À nhưng mà ở dưới này anh như còn có cái ngắn hơn không? Hả? Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Có mấy cái áo này cũng ấy mà. Ừ. Đấy. Cái kia cháu mặc như thế là được rồi. Ừ. Cái ống tay nó hơi dài tí thôi nhưng mà cái áo nó dài dài như thế nó mới ấm à. Đúng rồi. Ừ, ừ này kia nào. À có hai ba cái ở dưới này nữa. Cái còn cái ngắn hơn không? À, cái này tần cái to hơn. Nó nói chung là ở cái thùng đấy nó cũng toàn cái loại nhớ nhớ như thế này các bác ạ. Vâng. Cũng không có cái nhỏ như là các cháu bé tí này. Đấy. À làm gì đây? Lấy kẹo ở đấy à? Ồ.
đây đây đây, anh lấy cho. Này, này. Nó cho. Hơi dài ống tay. Ừ. Nhưng mà không sao, các cháu còn lớn. Đấy, nó dài một tí là để sang năm cháu là vừa, tại vì cháu này mặc như thế là cũng cũng vừa rồi, nhưng ống tay hơi dài tí thôi. Sắn nó lên em ạ, sắn nó lên. Ừ, đây đấy. Đây. Bây giờ buổi đêm các con nằm có lạnh không? Muốn tôi vừa nằm ấy. Lạnh lắm. Lạnh lắm á? Ừ. À. Thế trước các con có cái áo khoác nào ấm như thế này không? Hả? Thầy bố mua miếng sợi nhân nhỉ? Không có. Không có à? Ừ. Ồ, thế là được rồi. Thế ở đây có nhiều cái lắm nhá em nhá. Ừ. Đây, toàn áo con gái này. Được rồi. Đó, bây giờ. Được rồi, cứ để ra xong là để lúc nào trời lạnh thì lấy quần áo đẹp cho các em mặc mai nhá. Ờ, mai. Ừ. Thật thì lúc nào nó muốn khăn giặt cho nó ấm ấy. Đấy, bác còn có cái món quà này nữa. Ở trong này có cá khô này, đâu ơi, túi nhu yếu phẩm đâu đây, em. Đây, đây. Đấy, đấy. Túi này. Cái đấy của bà Hiệu ở dưới Tây Hồ nha, có gửi cho các cháu các con nhá. Ờ. À, mày, tí lời là chị mua từ bà Hiệu nhỏ Tây Hồ Hà Nội như xa. À, tao cho nó thi á, có số nó thi cho nó làm cho nè. Ừ, chị hai ý là đưa bọn ta cho. Ừ. Thế sẽ là tụi có phá sẵn như lấy qua cái tổ gia chú á. Ồ, nên đây chị đang nói anh chị á? Ồ, anh ạ, em Mai có lời cảm ơn tới bà Hiệu ở dưới Tây Hồ Hà Nội là con cảm ơn bà rất là nhiều, rất là lâu rồi bọn con không đã ăn cá khô rồi. Ồ, là con là cá khô á? Và cũng xin cảm ơn bà, những cái lòng tốt của bà con sẽ ghi nhận. Cũng xin cảm ơn bà, chúc bà thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe ạ. Được rồi, xong rồi cất nó đi, xong rồi treo cái này vào cái trạng kia, xong rồi để lúc nào ấy thì dán lên cho các em cùng ăn nhé. Ừ, mày, con gà nó một đây thì thế thì thảo từ giờ ua ra cho mình cháu nó này. Ừ. Cất nó đi, đấy, con cất gọn nó đi, xong rồi không để các em nghịch nó bẩn nhá. Ờ, con mới cho dùng nó cho chế trả lời, chế trả lời. Ừ, đấy, cho vào buồng đi, để đấy các em thấy đẹp để các em lại cứ lấy về mặc. Để về mặc trong lại nghịch nó bẩn hết đi. Đấy. Đấy. Mùa đông đến rồi, các bác ạ. Những cái quần áo ấm này cho bốn chị em cháu Mai thì cho các con mùa đông năm nay có quần áo ấm để mà mặc rồi. Đấy, những cái tình cảm của các ông bà, các bác có gửi lên cho các cháu ở trên vùng cao này nói chung và bốn chị em cháu Mai nói riêng. Đấy, các cháu thì bây giờ mẹ thì bỏ đi rồi, bố thì cứ đi mãi suốt không về, mỗi lần về thì cũng chả được cái gì về cho các con cả, nên là những cái tình cảm của các ông bà có gửi cho các cháu thì phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, cũng cảm ơn cô Oanh và bà Hữu rất là nhiều. Đấy, cái này em xách vào cái góc kia để cho vâng. Cháu. Cho tiếng em này. Hả? Để đâu? Để trong này á? Để trong buồng đấy à? Để anh để cho. Thế thì em bây giờ ngủ đêm em còn khóc nhiều không? Mày, giờ nó muốn tôi bật rồi. Có khóc nhiều lắm anh ạ. Không nhiều lắm á? À? Ừ. Đây này, cái này em ngã sao mà chán em mình như này? Hả? Con nhìn tàu lắm rồi trời. Ồ, sáng nay rơi xuống cái giường. Rơi xuống. Trên giường xuống á? Rơi trên giường xuống. Ôi dồi, ôi. Thế bố về thế này, bố có hộ trong em đêm không? Hả? Ở gì đó, nếu ở gì còn rõ nế, rộng nhiều món tôi. Bố không hộ. Bố không hộ á? Ừ. Thế em khóc như thế, bố cũng kệ như thế thôi. Mình ở khu lý gà gì chính trên hả lắm? Ừ, đúng anh ạ, bố khóc cũng kệ. Trời ơi. Ôi, được rồi, cái này chưa được hả Mai? Đã chưa tao mày. Hả? Hả? Bố tao tao rồi. Được rồi á? Ờ. Thế là cái này, ôi, khéo khéo nóng. Ai lại đi cầm tay vào như thế? Hả? Cú hình hả? Chị cú á? Ừ, để anh hộ em. Cái này xách nó ra xong là đổ ra hay như nào? À, cái này để một tí nó nguội là hát ủ sau anh ạ. À. Ừ. Xách lên cao đi em ơi. Xách lên cao đừng để dưới đất như thế. Xách lên đấy, còn nhà còn có cháu nhỏ. Đấy. Đây này, em cái vườn nhà, xung quanh nhà cháu đây. Mùa này nó là mùa khô rồi nên là những cái nương thì phần đa là chơi hết cái đá ra các bác. Chơi hết cái đá ra để đấy. Không có cái cây nào gọi là xanh tươi tốt cả. Đấy, đây này, cháu cũng đi lấy về được khá nhiều củi đây này. Đúng rồi. Đấy, còn nhỏ nhỏ nhưng mà lo được rất nhiều thứ luôn. Đấy. Nếu mà tầm tuổi của cháu này ở dưới xuôi thì chắc là còn tuổi ăn tuổi học rồi, còn
còn còn phải ăn, con phải gọi về nịnh thì khả năng là mới ăn, nhưng mà cháu ở đây đã vừa làm bố vừa làm mẹ lo cho các em cả gia đình rồi. Ô đừng không khước phải ngồi dậy đi. Đấy, cầm cái kẹo cất đi, xong là lúc nào các em ăn thì lấy cho em nhá. Ui ui. Đấy, thôi khả năng anh em mình cũng đi thôi nhỉ. Ờ. Thế rồi bác đi nhá. Ê mồm mày. Trông em nhá. Ở trong nhỏ mày. Thôi mình đi thôi. Bà. Tại vì là hôm nay cũng vào trao lại những cái món quà của các ông bà cho các cháu rồi. Ô ô, con lợn lợn nào đây? Lợn. Mày, từ mưa nào thì tôi. Ôi ôi ôi. Con lợn ỉn đi đâu rồi? Có biết là lợn nhà Mai, nhà bà không? Đây, cô bác trên cái nhà bà này đổ xuống hết đây này. Cái này mà cũng vẫn ở trong rất là nguy hiểm luôn, tại vì là nó, bây giờ không ở thì cũng chả biết là đi đâu ở được nữa. Đấy, bà con phần đa ở trên vùng cao vùng núi là như thế hết cô bác ạ. Đó, cứ gọi là ở thì cũng rất là biết là nguy hiểm rồi, nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả, sửa chữa thì cũng phải đến kinh phí đến tiền, nên là không có nữa. Cái này nó cũng rơi xuống rồi, nhưng mà để mà lấy xuống thì cái kia nó cũng đổ xuống nốt, cho nên là lấy rơi thì nó vào cái này rồi. Vâng. Rồi ra thì cái này nó sẽ lại đổ xuống nốt. Thì phải để nguyên thế là nó đỡ được bao nhiêu thì nó đỡ được cái đoàn tay này. Vâng. Đây là những cái mục khô này, bể nước này. Úi dồi ôi, cái này còn dùng cái gì nữa? Em cũng không biết nữa anh ạ. Cái này khả năng cao là dùng để cho con vật nuôi. Chủ yếu là vật nuôi thôi, con bò, con lợn. Thôi, bây giờ có lẽ là anh em cũng đi thôi các bác ạ. Hôm nay vào đến nhà bà, thấy nhà bà cũng đổ hết rồi, nhưng mà do là điều kiện cũng không có nên là cũng phải chấp nhận ở những cái ngôi nhà nó siêu vẹo và sập sệ như thế các bác. Giờ có lẽ là anh em cũng đi thôi.